Chào các bạn nha. Trên tay mình đây là hai chiếc nón bảo hiểm, một cái vật dụng hầu như không thể thiếu với tất cả mọi người tham gia giao thông đi bằng phương tiện xe máy. Nên có bài chia sẻ gì với mọi người, cái bài này nó sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cũng như là làm cho cái mặt kính này của chúng ta nó được trong sáng hơn. Như các bạn có thể thấy đây là cái nón này, cái mặt nó bị chảy cũng khá là đục, rất là đục luôn. Cái chiếc này thì nó mới hơn này các bạn, đó, nó rất là mới. Thì cái kính này nó đục thì nó sẽ hạn chế cái tầm nhìn của chúng ta. Khi đi mưa thì ngoài cái việc hạn chế, nó còn bám cái giọt nước. Nên là nếu như mà chúng ta đánh bóng trong được thì nước nó sẽ trôi đi, như là nó sẽ giúp cho cái tầm quan sát của chúng ta được thoáng hơn trong cái điều kiện mưa, điều kiện bình thường. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái dung dịch gì để mà đánh bóng cho cái mũ bảo hiểm của chúng ta nhé. Và đây cận cảnh hai chiếc nón bảo hiểm nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lo sơ để các bạn xem nhé. Đây, cái chiếc nón bên phải này nó còn rất là mới, nhưng mà nó cũng không có bị chảy chuội nhiều các bạn. Mình lau sơ đi cho các bạn dễ quan sát thôi. Mình sẽ để chiếc này qua bên này nha, còn qua bên trái này. Và cái chiếc mà mình cần quan tâm đó là chính là cái chiếc nón bảo hiểm đây. Đầu tiên mình sẽ lau sơ bụi đi cho nó sạch sẽ cái này, cho nó nhìn được một xíu nha các bạn ha. Này các bạn có thể thấy là cái trục kính này phía trước này chảy khá là nhiều. Đây, khi mà mình soi nghiêng dưới ánh sáng này thì các bạn thấy chảy này rất nhiều luôn. Và cái dung dịch ngày hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn đó chính là cái chai RP7 này. Cái chai này rất là thông dụng luôn, và cái công dụng của nó thì chắc các bạn cũng đã biết rồi đấy. Nó là chuyên trị những pha rỉ sét, thì có nghĩa là nó sẽ có một cái chất tẩy rất là hiệu quả, đúng không? Ngày nay mình sẽ sử dụng cái dung dịch RP7 này để mình đánh bóng cho cái mặt kính này các bạn ha. Cách thức làm cũng rất đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta cứ lau sơ, lau sạch đi, lau sạch luôn đi. Rồi các bạn sẽ sử dụng cái chai này, các bạn xịt lên cái bề mặt của cái kính này. Ở đây cái chai của mình nó mất cái vòi này, nên là mình xịt trực tiếp. Rồi, các bạn xịt đều nha. Chúng ta sẽ lấy tay thoa đều hoặc lấy gì cũng được hết. Thì có rất là nhiều cách để chúng ta đánh bóng. Chúng ta có thể đem ra tiệm, hoặc là chúng ta có thể mua cái hộp Cana. Cái hộp Cana đó thì có lẽ nó không còn xa lạ gì với mọi người, chúng ta cũng ra rất là lâu rồi. Thì cái dung dịch Cana đó thì chúng ta mua đánh bóng xe, thì cái đó thì cũng được thôi. Nhưng mà cái đó thì nó chỉ sử dụng được một thời gian thôi các bạn. Bởi vì khi chúng ta đánh bóng lên thì ban đầu nó sẽ bóng, trên thực tế là nó cũng gọi là nó bào đi một cái lớp mỏng của cái bề mặt chúng ta đánh ấy. Nên là nó bóng, và một thời gian sau thì nó cũ như lại rồi, chứ nó không thể nào mà mới hoàn toàn là mới mãi mãi được. Đó, thì sau khi mà chúng ta lau xong thì chúng ta cứ để đó đi. Nhân tiện đó thì mình sẽ làm luôn cái này. Làm luôn cái đó luôn này. Đây mình đã lau rồi nhá. Giờ mình chỉ xịt lên thôi. Các bạn cứ xịt đều. Chúng ta thoa lên. Có rất nhiều cách để mà chúng ta đánh bóng luôn. Tuy nhiên thì chúng ta có vật dụng gì có sẵn thì chúng ta làm thì nó sẽ tiện lợi hơn. Còn hơn là chúng ta phải đi mua, đúng không? Thì cái chai RP7 này nó có rất là nhiều và thông dụng trong đời sống cũng như là mọi gia đình. Chúng ta có sẵn thì chúng ta làm thôi. Và cái mùi này thấy nó cũng bình thường, không có hôi lắm, nhưng mà cái hiệu quả mang lại thì nó ok. Nó giúp cho cái đồ vật của chúng ta mới mẻ thì chúng ta làm thôi, đúng không?
Bây giờ thì có rất nhiều cách luôn, thì nói chung mình cũng gặp hỏi và mình phổ biến đến mọi người. Hy vọng những cái kiến thức này nó sẽ giúp ích cho mọi người, chúng ta phục vụ cho cái công việc chỉ đồ vật của chúng ta nó được tiện lợi hơn. Đây. Chiếc này thì mình cũng để một lúc rồi, tuy nhiên thì cũng được vài phút thì chúng ta cũng có thể đánh này. Bây giờ mình sẽ chùi cao su cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy không? Đồ này nó rất là đục, nó xước, nó đục, nó làm cho cái miếng mica bảo vệ mắt này nó mờ và nó sẽ gây ra cái hiện tượng lóa. Sau khi mình bôi cái chất này lên á, thì nó có một cái lớp lớp dầu nó nhúng vào. Cái này là mình lau sơ thôi nhé, chứ cái này mà chúng ta có cái máy đánh nữa thì đúng là bá cháy vào chết luôn. Mình cứ thấy mình lau thôi, lau thì nó không phải là bóng tuyệt đối các bạn nhé, nó trong và nó không còn cái hiện tượng là lóa nữa. Bởi vì khi mà cái những vết xước nó chiếu với ánh sáng mạnh á, thì nó sẽ hút sợ và nó làm cho lóa, nó phân tán ra. Mình nghĩ là cái phương pháp này thì nó cũng tạo ổn, nó đỡ chảy rất nhiều. Đó cũng một cái cách hay, chúng ta cũng nên vậy là tiếp thu để nếu mà có dịp thì chúng ta sử dụng cho cái công việc của chúng ta đều ok hết. Đây, cái này cũng vậy, sẽ lau sơ rồi sẽ cho các bạn xem. Mình thấy khá ok đó. Thứ nhất là thời gian chúng ta thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện, không có bị gián đoạn tìm vật liệu lâu. Bởi vì á, là hiện tại mình cái hộp cana trong nhà mình hết rồi. Bây giờ mình cần đi xa nên là mình nhân tiện luôn, mình quay clip này hướng dẫn các bạn luôn. Xíu là mình lấy, sẽ lấy cái đó là mình đi xa. Ok chưa? Khá là hợp lý rồi. Rồi, hy vọng là cái hướng dẫn này nó sẽ bổ ích cho các bạn ha. Chúc các bạn thành công với cái mẹo này. Và rất mong mọi người ủng hộ mình bằng cách like, share, comment để mọi người cùng biết đến cái mẹo hữu ích này. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn ghé kênh mình thì hãy cho mình một subscribe để cùng theo dõi những cái clip hay trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn ạ.